Hello anh em, hello mọi người. Hello con cặc. Bây giờ là khoảng 7 giờ 30 phút rồi. 7 giờ rồi. Mà vợ mình chưa ngủ dậy. Ngủ nướng, mặt trời thì lên tít đọt cây rồi, người ta đi làm đông làm tây rồi, bây giờ còn ngủ chưa dậy nhá. Để mình sẽ nghĩ cách mình sẽ trừng phạt. Kiểu ngủ nướng chưa dậy mình sẽ trừng phạt. Mình sẽ trừng phạt bằng cách lấy kéo cắt tóc. Cắt. Ủi luôn, có thậm chí là cạo luôn, ok. Để xem là cái phản ứng của vợ nó như nào nha anh em. Đấy, mình sẽ tiến hành ngay bây giờ luôn. Ok, let's go. Đi. Mình có sẵn bộ tông đơ để cắt tóc một tí đây. Ui, tông đơ thôi cả. Lỡ thì làm luôn chứ bây giờ sao? Mình sẽ đặt một cái máy quay ở nhà tắm ấy. Đặt kiểu gì dậy cũng đấy, cũng ra nhà tắm rửa mặt và xem thử cái thái độ và cái phản ứng như nào nhá. Ok, mình sẽ đặt một cái máy quay nhà tắm. Đi, lấy không? Kiểu gì cũng phải đi rửa mặt đấy nha. Thank you.
Lên cứu tao, khổ quá. Cứu tao. Bộ. Gì á? Đu. Gì vậy? Tóc của này đẹp chứ? Xong cắt luôn bên này cho đẹp. Cắt anh. Ai cắt? Anh em thấy không? Ai cắt tóc đẹp chứ ta? Sao cắt luôn bên đây ta? Mẹ, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Mai mốt mọc ra mà cái gì không? Mai bố đền cho nhá. Hả? Tóc về thôi, bữa nào nó mọc rồi mai bố đền cho nhá, ok? Gì mà thụng, đúng không em? Thôi nha, thôi nha. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.